Rồi chào anh em ha. Hôm nay em lên cho anh em 6 cái máy ha. Đó, rẻ có mắc có ha. Giá từ 400 ngàn tới 2 triệu. Có cái máy này khuyến mãi luôn nè. Rẻ. Rẻ xả lỗ luôn, 550 ngàn. Đó, ha. Với cái đầu CD này nè cho anh em chế tháo rồi ha. Tháo trên xe hơi Toyota ra nè. Đó. Rồi để xíu quay cho ha. Cái này độc lạ nè. Cưa cành đeo ba lô, cái này anh em săn đón nhiều lắm nè, lâu lâu mới có một cái đẹp nguyên vẹn như nghe nè. Rồi em giới thiệu tên số điện thoại cái ha. Em tên Minh Hoài, số điện thoại 0961088776, YouTube Hoài Mini ha. Anh em thấy hay cho em xin nút like và một cái đăng ký kênh ha. Anh em có coi theo dõi rồi cho nó kịp, để nhiều khi mình thích món đó mà mình chốt không kịp cũng uổng anh em ha. Nhanh gọn lẹ, thích món nào alo gọi em liền, anh chốt cái đó ok ha. Rồi thể lệ mua bán của em nè, khách mới thì cọc giùm em 100 ngàn, chuyển khoản đủ thì em bao ship cho luôn. Rồi anh em vui lòng nghe kỹ và xem kỹ video giùm em nha, nghe kỹ đó, xem kỹ. Để không thôi tới lúc nhận hàng nó ủa sao cái này, ủa sao cái kia là không được nha anh em. Em có quay rõ ràng hết chứ không phải em lừa đảo lừa dối gì ai hết. Em mua bán có sao nó vậy, anh em thương thì ủng hộ giùm em. Rồi anh em thuận mua vừa bán ha, không ép ai cái gì hết. Nên anh em đừng có nói mà hàng tới mà nói mắc nó rẻ nha anh em. Giá cả thị trường ai cũng biết hết rồi, không phải như hồi đó đâu. Bây giờ chỉ cần cái điện thoại là mình biết giá hết ha. Không có dại dột gì mà em bán mắc hơn người ta hoặc là sao đâu. Cái giá trị máy thì nó đẹp xấu nó chênh lệch tầm 200-300 thì bình thường hơn em. Ví dụ như cái máy này mà đẹp thì nó 1,4 triệu rồi ha. Nếu mà nó cùi bắp nó bị xước nọng hay gì thì vài trăm ngàn vẫn bình thường đó. Giá trị là nó nằm ở cái chất máy ha, người bán là em nè, em xem em đánh giá rồi em mới đưa ra cái giá hợp lý ha. Tại vì cái giá thị trường em cũng coi em tham khảo em mới đưa ra cái giá chứ không phải bậy bạ đâu nha anh em. Rồi chứ hôm nay em quay cái này bán ké ké luôn ha. Cái đầu CD của Toyota, đầu này chạy điện 12V nha anh em. Rồi bắt được là FM luôn nè, DC12 nè, bắt được đài FM ha, ga lo đồ anh em về chế lo chế đồ cũng được, đọc được USB người hát hát radio đồ được ha, nè có Bluetooth luôn, có đĩa để vô đây cũng được luôn. Cái chân nó này ha, hồi lúc em có mua bộ dắt em tính chế lo chứ gì nè, mà làm biến quá anh em ơi. Ghim vô đây nè, rồi mình mò dây ra nha. Mấy dây này trên mạng có cái này em mua Shopee lúc cũng mấy chục ngàn nè anh em. Ghim vô đây nè, rồi mình chế, muốn chế ra máy lo đó thì mình chế ha. Đây cái thông số nó đây anh em coi đi rồi được thì mình mua ha. Em này em tháo trong cái xe hơi nhà em nè. Rồi bây giờ bán 400 ngàn ha. Có cái điều khiển luôn nè, còn trong bọc luôn nè. Đó, thì hồi lúc nó còn sống bình thường nè. Tại em lên cái màn hình Android anh em. Cái mới bán ha. Đó, cái xe đằng đẵng á. Xe nhà để mấy năm cũng cỡ năm rồi đó, rồi giờ dọn nhà ra mới nhớ ha, sẵn bán luôn 400 ngàn cho anh em về chế phá ha. Cái này giống như cái âm ly vậy đó anh em, mình để USB vô là nó hát được à. Anh em về câu ga lo đồ ha, chế cháo đồ 400 ngàn nha anh em. Đó, rồi em bán cái này để em lấy tiền em vệ sinh nội thất lại anh em ơi. Lâu lâu mình vệ sinh cho sạch cái nội thất ha, gần Tết tới rồi. 400 ngàn nha anh em. Mua về chế cháo rồi này kia thì ủng hộ em nha. Cái đầu Toyota nè. Bụi thôi chứ không gì. Để cũng lâu rồi nó dính bụi. Chứ hồi lúc còn hát được đó, tại lên đầu anh rồi á. Rồi vô công việc chính đi ha, bán máy nè. Nói hơi nhiều rồi. Máy này Estin, thương hiệu của Đức nha anh em. Nhưng mà cái này nó là hàng bãi Nhật. Ốc ác còn vàng ươm nè. Nè, cái dây ba lô nó để ra băng này ha. Đó.
đầu bò nó cũng để dập băng luôn. Đây 1,4 triệu, 1,4 triệu cho cái máy này nha anh em, nổ nghe như Komatsu vậy nè. Máy này 26 nồng 34 ly nha, nè bình xăng 2 kim luôn nè, nổ như Komatsu vậy, giật cho lực luôn. Đóng nghe, mở nghe ra cái đó, cái tiếng như Komatsu vậy đó anh em. Rồi để em ra lên ga lớn cho anh em nghe tiếng máy nha. Máy cực kỳ đẹp luôn anh em. Bình xăng trắng tư nè, dung dắn đàng hoàng ha, ốc lục chất bông nha anh em. Bình xăng 2 kim của anh Rồ luôn. Đó, giá trị là chỗ đó. Máy 26 anh em về phát cỏ phát đồ cũng ok ha. 1,4 triệu thôi. Em giật lại nha. Trở lực. Cái tiếng bồ nó nổ hay lắm anh em. Rồi 1,4 triệu thôi nha, máy dọn nổ rồi luôn, về chăm xăng là chạy thôi, giật trợ lực luôn nha. Ở dưới thiếu cái chắn cỏ nữa em bù cho, giật trợ lực lớn nè, kéo nhẹ là nổ. Giật lại cái nữa, tiếng bô nổ cực kỳ hay ha. Rồi 1,4 triệu cho máy này 26cc. Rồi tiếp máy số 2. Lúc bán 750 nè, bây giờ xuống còn 550. Bình xăng này bể một chút nữa em thay cho ha. Máy này có mồi xăng nổ rồi nha anh em. Cái hơi nó cũng im lắm. Đó, cũng 26 luôn. Nhìn nó rubin này nó không có giá trị ha. Với bình xăng này nè. Đó anh em về lên bình xăng 2 kim là ngon luôn. Máy này tại anh em thấy xấu xấu gì chứ dọn lên chạy cũng ngon lắm ha. Cần đồ đầy đủ, trắng cỏ rồi nè. Cái này còn đẹp luôn nè anh em, 262 nè, rubin nè ha. Con Estin cái cần này nó hơi chạy xước xíu. Nhưng mà cũng đẹp ha, đầu bò lăn im luôn. Này đầu bò cũng lăn im luôn. Đó. Tiền nào của đó nha anh em. Cái này không phải nó ghé là nó dởm đâu. Tại vì em bán sổ cho anh em, bán cái máy này là giống như máy khuyến mãi vậy. Clip nào em cũng có một cái máy rẻ với một cái máy VIP đó, cho anh em dễ lựa chọn. Rồi cái máy VIP của clip này đây, 2 triệu, Shindaiwa S23, có cái đầu cưa nha. Đó, anh em cưa cây cắt đồ ha, mình cầm này mình bóp bóp vậy nè, cưa nhánh nhãn nhánh mít đồ trên giường nữa ha. Cái này nó có bình nhớt luôn, nó chạy nó sẽ tự động nhớt chạy ra, nó vôi trơn làm xích luôn như máy cưa vậy đó nè ha. Bật on giật thử cái nha, xa xa ra đây ha. Rồi em giật lại cái ha, chạy nhất là em văng ra nè nè. Ah.
này gan ti nó hơi nhỏ ha, để nữa mình chỉnh lớn lên cho nó đều, nó chạy đều lại, chỉnh này xíu. Anh em coi cái lam với cái xích nó nè, nó mới nè. Ha. Xích này có vỗ được mấy lần đâu nè. Đó. Cái độ mòn nó nè ha. Để anh em coi kỹ nha. Đó. Cái độ mòn nó từ cái khoảng này tới khoảng này đâu có nhiêu đâu anh. Đó ha. Lấy nét cho anh em coi rõ đó. Cái này chắc vỗ được 2 lần. Cái lam Latin luôn nè anh em. Cái gì nó mini thì nó càng mắc nha anh em, chứ không phải là mini là nó rẻ đâu. Giống như mấy cái gì mình thu nhỏ lại là nó mắc ha. Cái lam này nó nhỏ, mình cắt cành cỡ cùm tay rồi nè. Đó, cỡ cùm tay rồi là khá ok nha. Anh em đừng cắt bự quá, đài nó quá, nó chịu không nổi không. Đó. Cắt cành, cắt nhánh rồi ha. Cái này có đề luôn. Nhưng mà em bán cái này là em chưa có dọn đề ha. Giá 2 triệu. Anh em nào muốn làm đề luôn á thì cộng giùm em 250 ngàn nữa ha. Em đóng pin là đề là chạy luôn. Lấy dít chỉnh gan ti lên xíu để anh em nói máy không im. Còn nghiệp em. Ha, dịch lại cái. Nếu mà có gắn pin luôn á thì mình bật on nè, bấm cái là nó chạy nè. Nè, nghe nó nhúc nhích hơi hơi nè. Đó, cái đời này thì máy này mình có thể tháo cái này ra, mình gắn vô máy cắt cỏ bình thường nha anh em. Xin đây qua S23 nè, cái đời này em hay bán bình thường nè ha. Mình mua thêm bộ cần của nó nữa. Mình tháo cái này ra mình phát cỏ bình thường. Còn cái này khi nào muốn cưa cây thì gắn này vô, đó. Made in Japan nè anh em. Đó ha. Shindewa Made in Japan đàng hoàng. S23 nè, tem mạc đồ đẹp ha. Cái máy này em coi danh giá thị trường tầm 2 triệu 2 ha. Cái này em bán anh em 2 triệu thôi. Đó, rồi nó muốn đóng pin đề luôn á thì 250 nữa là 2.250.000, ngon lành. Máy đẹp cực kỳ, mua về xài đời đời luôn. Bình xăng trắng tươi nè. Cái này tại nắng chiều ha, nó gọi vô nhìn thấy nó chiếu chiếu vậy thôi. Đó, bình xăng trắng. Rồi. Cưa cành cưa đồ rất là tiện lợi ha. Quải cái này trên lưng. Rồi cái tay mình cầm cái này ha, cầm cái này mình cắt nhánh nè. Cái này cho người già, người lớn tuổi đồ làm cũng được hết ha. Mình leo lên cây mình cắt. Đó. 2 triệu nha anh em. Muốn em làm đề nữa thì cộng giùm em 250 nữa là 2.250.000. Rồi mình bấm đề là máy chạy rồi mình bóp cái ga này mình cắt ha. Cái này hàng hiếm nha anh em. Chứ không phải khơi em muốn bán giá cao đâu ha. Anh em mua thì cũng biết rồi đó. Lâu lâu hiếm lắm mới có một cái như vậy chứ không phải dễ tìm đâu anh em. Em cũng săn biết bao lâu, anh em coi clip em cũng biết rồi. Cả năm trời mới có được cái như vậy đó nè. Giá thị trường nó cũng tầm này chứ không phải rẻ hơn đâu ha. Có những anh em bán 2 triệu 2, em coi em biết mà. Anh em bán 2 triệu anh em mua được thì ủng hộ em ha. Rồi, tới máy số 4, triệu 7. Máy này Ryobi chạy ga ha. Cái áo nó có bể vài cái này cũng không thành vấn đề nha anh em. Chắc máy nó còn đẹp lắm. Cái nắp nhớt này nó còn cái màn này luôn nè anh em. Còn cái bọc nè, giống như cái bọc này, nó còn zin cả đó đó nè. Nè. Nó có cái bọc này ha. Giống như cái nắp của chai tương ớt kìa. Anh em đổ vô chú ý nha, không hãy lột bỏ cũng được. Cái nắp của chai tương ớt vậy đó.
để mình đổ vô nó bị dướng dướng mất công. Máy này thì 1,7 triệu ha, máy độc lạ Bình Dương luôn. Anh em nhớ chăm nhớt từ khoảng min mát này nha, đừng có để nó hụt quá, nó không có bôi trơn cái nòng được thì nó dở. Ở sau đây công tắc on up nè, bật on lên nghe anh em. Mình tắt rồi mình bật lên liền để quên giật thấy bà rồi chửi em nữa, chửi Hoài thì bán máy tào lao ha, tội nghiệp em. Rồi để em giật em test nổ cho anh em coi ha. Máy này chạy bằng bình ga mini, bình ga ăn lẩu của mình nha anh em. Đó, em hồi lúc em có làm cái clip thử cái độ tiết kiệm nó, tính ra nó tiết kiệm hơn chạy xăng á. Rồi để em giật cho anh em coi cái ha. Mình lên ga xíu nha anh em. Giật lại nè, bật on giật lại nè. Rồi chạy ok nha anh em, nhớ vừa vừa mình thăm nhớt nha. Mình đổ nhớt mới nhớt hai thì á, từ khoảng min mát này nè, chứ đừng có để hụt quá nha anh em. Anh em coi cần lắp nè. Cái máy này 23cc nha, bích tông 32 ly. Cái này là máy là TL23 đó, tại nó để Ryobi vậy thôi. Ghe là TL23 nha. Cái này anh em mà xài không muốn xài bình ga nữa thì mình lên bình xăng con vẫn được bình thường ha. Bình xăng con mình làm nhớt riêng luôn, để nhớt này nó nuôi luôn cũng được, thay bình xăng con vô là rồi ha, dễ. Cần lắp còn đẹp nha. Đó, độc lạ. Chén kẹp đầu bò đồ đầy đủ lần im luôn ha, chặn cỏ còn luôn. Máy này nó hoàn hảo anh em ơi, ít khi nào mình gặp được cái máy đẹp gì ha. Có chỗ này nó hơi nứt đen xíu, siết vô chắc được, tại ngóc này hơi lỏng thôi chứ không gì ha, không ảnh hưởng gì hết. Nó găng đen xíu thôi chứ không phải nó nứt gì cái tum này nghe anh em. Em nói cho gõ em nói vậy thôi ha. Chạy ngon lành, tiết kiệm hơn chạy xăng luôn. Tiếp tục tới máy số 5, 400.000, Estin 010. Máy này em tính mua cái nòng về em gửi cho anh khách nè, mà nó anh khách nói mua rồi giờ em bán xác luôn ha. Cái này nó thiếu cái bộ chuông bố nghe anh em nè. Máy này là máy thu của dân, thu của dân, nòng còn ok ha, hơi nè. Con chó này nó hơi tụt tụt nè, mình giật nó hơi tụt tụt. Nó cũng hực hực ha anh em. Cái này em bán 400.000. Anh em lấy về làm phụ tùng ha. Tay cầm này hoặc là bình xăng con gì trong đây nè. Đó, còn bình xăng con luôn ha. Nắp xăng đồ, ốp giật đồ, nòng rồi ha. Anh em lấy phụ tùng được gì thì lấy. 400.000 nha, bán sát nha, không có chạy không có gì hết, hên xui đó. Máy thu dân mà nói chung là cái nòng cũng ok, tại vì em mua chủ yếu lấy nòng mà. Rồi vậy ha, tới cái máy số 6, 1,7 triệu. Máy này Shindawa Shot 240 ha, cũng bình xăng hai kim luôn, có đề nghe anh em, nhưng mà em chưa đóng pin. Anh em nào muốn đóng pin thì cộng dùm em 250.000 nữa ha, bấm một cái là chạy thôi. Còn cái này em giật nha, tại sáng giờ em dọn không kịp anh em, khách đặt đem dọn máy tùm lum hết, em dọn chưa kịp nữa, tại tranh thủ dọn mấy cái máy này để lên clip để cho có anh em coi ha, để thôi anh em quên em nè. Cùng dây giật nè, uy tín không, 240 nha anh em, 24cc thôi. Rồi giật chạy ha.
giật bình thường là giật trợ lực ha, kéo là trợ lực. Giật bình thường là giật trợ lực, đề vẫn là đề trợ lực luôn ha. Đề nghe cái hé là chạy thôi. 24cc, máy này cũng còn đẹp nghe, bình xăng trắng tươi nè. Ốc áp còn đẹp hết. Quay kỹ mấy ngóc cho anh em coi ha. Con ốc này dặn hơi cứng quá, nó hơi xấu. Em tháo dàn áo ra đang em vệ sinh đó nè. Nó con mấy ngóc này thì đẹp ha. Chưa đụng con ốc này thì nó hơi xấu một chút, anh em bỏ qua giùm em ha. Bình xăng quên bờ rồ hai kim nè. Quên bờ rồ ha. Đó. Rồi giật lại cho anh em nghe tiếng bô nè. Cái này khi mà mình đóng pin á, mình bật qua đây mình bấm là chạy thôi đó. Còn anh em muốn tiết kiệm thì mua gì mình về mình xài cũng được ha. Máy này nó gọn nhẹ, nó nhẹ 24cc mà chạy ga cũng ghê lắm, tại vì hai kim nè, hai kim thì cái ga cuối nó sâu lắm anh nè. Máy còn đẹp hết ha, bình xăng bô đồ nè, trắng tươi hết, dây ba lô còn đẹp luôn nè. Cái này mút được. Cái đời này xin đây qua nó làm chăm chú lắm anh em, chăm chút ha. Nói chung là cũng tâm huyết của xin đây qua đó nó mới đẹp được vậy ha. Rồi em quay ngược lại cái ha, sẵn quay cái máy Ryobi này luôn cho nó ké ké lên luôn ha. Bữa hổm là cái máy số 7 luôn nè, bữa nay chắc cho nó vô số 7 luôn đi cho đúng. Này 1,3 triệu nghe anh em. Rồi bán anh em giảm còn 1,2 triệu thôi ha. Máy này họ hôm trước này, video hôm trước này. Rồi giờ giật chạy ha. Hết xăng hay gì còn. Máy 26cc nha anh em. Máy 26 ha, nòng 34 luôn. Cần thẳng. Tay lái lớn. Cần rồi còn đẹp ha. Chân cỏ thiếu nữa em bù cho. Chén kẹp lăn im nè. Hôm trước bán 1,3 triệu, nay giảm anh em luôn 100.000. Còn 1,2 triệu ha. Anh em nào chuyển khoản đủ em bao ship luôn. Máy này chạy cũng ok lắm. Hổng gà em test rồi thấy cũng im ha nè. Ganti nó như đạn à. Cái nút tắt là nút đỏ đây ha. Đó, giật cũng giật trợ lực luôn. Rồi. Rồi ha, anh em mua thì em lấy 1,2 triệu thôi nha. Rồi quay ngược lại một cái rồi kết thúc clip. Anh em mua thì liên hệ số điện thoại 0961088776 nha. Em tên Minh Hoài, số này có Zalo luôn nha anh em. Zalo có gì gửi hình rồi cho dễ, chuyển khoản đặt cọc rồi cho nó dễ ha. Rồi quay ngược lại máy số 6 nè, 1,7 triệu. Máy có đề nhưng mà chưa đóng pin ha. Bình xăng 2 kim xin đi qua shop 240. Cần lắp đầy đủ mua về đổ xăng xài thôi. Muốn đóng pin thì cộng dùm em 250.000. Rồi máy này máy số 5, máy thu dân 400.000. Mất cái tum chuông rồi bên đây ha. Tum chuông nè. Rồi. Bán sát không bao bị gì hết, 400.000 anh em về lấy được gì lấy. Máy số 4 1,7 triệu, máy chạy bằng ga. Áo có bể bể đây xíu ha. 23cc nòng 32 ly. Máy này là sử dụng cái động cơ của TL23 nha. Nó đợi đề này thì nó để ghiêu bi gì thôi. Chạy ga nè. Pha nhớt nha. Nhớ anh em nhớ đổ nhớt đầy đủ ha. Rồi 1,7 triệu.
tôm gời, tôm nhỏ, tôm 260 luôn. Anh em muốn gắn này kia rồi cũng dễ ha. Rồi tiếp theo tới máy số 3, 2 triệu chưa bao gồm pin nha anh em. Anh em muốn mua pin nữa thì cộng vô giùm em 250.000 nữa ha. Đó là 2.250.000 là mình bấm nút là chạy thôi. Còn cái này không bấm nút thì mình giật. Cưa cành, cưa đồ, cưa nhánh đồ rất là ngon ha. Như cái máy cưa vậy á, mà cái này nó bền, nó dễ sử dụng hơn máy cưa nha. Bởi vì với lại hàng hiếm, ít khi nào mà nhớt lam rồi nó ra đầy đủ, hoặc là mấy cây này nó không gãy nha anh em. Tại vận chuyển đồ, nhiều khi mấy kia nó cũng gãy rồi nhớt lam không ra đồ, nó đủ thứ rủi ro hết ha. Cái này nó còn nguyên dạng hết là nó im lắm. Máy đẹp luôn. 2 triệu anh em mua về là xài thôi ha. Còn muốn ngon nữa thì em đóng pin 250.000 nữa. Còn không thì để về giật xài cũng được. Rồi tới máy thanh lý 550.000 thôi. Rồi thấy máy S-Gin 26 triệu tư, bình xăng hai kim, giật trợ lực không nha. Bữa nay lên máy vip vip không nghe nè. Toàn bình xăng hai kim, giật trợ lực được không ha. Rồi cái đầu đĩa của Toyota Vios nè, đọc được USB, đọc đĩa, đọc gì luôn ha. Anh em mua về chế phá gắn vô lo nè. Em có mua mấy cái dây này sẵn luôn nè. Anh em cấp nguồn cho nó ra lo, 4 cái lo đồ hát chơi ha. 400.000. Đọc được USB đĩa luôn. Rồi chào anh em ha. Anh em mua gì thì liên hệ Zalo giùm em ha, hoặc là số điện thoại. Rồi cái nói chốt đơn được cho nó dễ. Thích cái nào thì gọi chốt sớm giùm em ha. Ai chốt trước thì em bán trước. Anh em khách mới thì cọc giùm em 100.000 ha. Rồi còn máy USB đắng nữa ha. Đợt trước em bán 1.3 triệu, giờ lấy 1.2 triệu thôi nha anh em. Rồi chào anh em ha. Clip cũng dài rồi, kết thúc cái clip ở đây ha. Cảm ơn anh em ủng hộ em luôn ha. Bye bye anh em.